Đây là phân bò, một thứ rất phổ biến ở Ấn Độ. Những người phụ nữ này đang dùng đất trộn phân bò để chuẩn bị cho lễ hội ánh sáng Diwali theo cách thân thiện với môi trường. Ngày 14 tháng này, lễ hội ánh sáng lừng danh của Ấn Độ, lễ hội Diwali sẽ diễn ra. Các loại đèn phát sáng thủ công và công nghiệp đang cực kỳ đắt hàng. Bên cạnh các mặt hàng phát sáng quen thuộc phục vụ lễ hội, nhiều người dân địa phương và nhóm xã hội ở Ấn Độ đang tìm cách ăn mừng theo cách thân thiện với môi trường hơn. Thay vì dùng các loại nguyên liệu chứa hóa chất độc hại khó phân hủy, nhiều phụ nữ Ấn Độ đã nghĩ ra cách dùng đất trộn phân bò để làm chân đèn, chậu cây, tượng và nhiều đồ trang trí khác đủ các màu sắc. Các sản phẩm làm bằng hỗn hợp trộn phân bò sau khi sử dụng xong sẽ được mang ra đồng làm phân bón hữu cơ. Trong đạo Hindu, bò là con vật thiêng và phân của chúng được dùng cho nhiều mục đích, trong đó có làm phân hữu cơ và chất đốt.